Kết thúc kỳ nghỉ tại Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo đã lập tức trở về Việt Nam và dự khán trận đấu giữa Hà Nội FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trên sân Hàng Đẫy. Ở trận đấu này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cùng với các cộng sự của mình xuất hiện và dự khán để theo dõi các cầu thủ thi đấu. Đây là lần đầu tiên vị huấn luyện viên người Hàn Quốc xuất hiện sau khi trở về quê nhà nghỉ ngơi ngắn ngày. Trước một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh yếu hơn về mọi mặt, Hà Nội FC đã thi đấu áp đảo và họ đã có được chiến thắng với tỷ số 3-1 nhờ cú đúp của Đức Huy và một bàn của Văn Dũng. Ở trên khán đài, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với các trợ lý tỏ ra hài lòng trước màn trình diễn của các cầu thủ. Đặc biệt, Đức Huy đã có một trận đấu chói sáng với cú đúp rất đẹp mắt. Huấn luyện viên người Hàn Quốc rất vui mừng và chia sẻ niềm vui đó với Quang Hải ở trên khán đài sau khi nhìn cậu học trò lập công. Ở trận này, Quang Hải không được đăng ký trong danh sách thi đấu. Tiền vệ số 19 được nghỉ ngơi sau những ngày phải cầy ải tại bán kết AFC Cup hồi giữa tuần. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng tiết lộ là Quang Hải mới nhổ răng khôn, cho nên ông thầy của Hà Nội FC muốn cậu học trò của mình nghỉ ngơi để hồi phục. Ngay sau khi trận đấu vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2019 giữa Hà Nội FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khép lại với chiến thắng 3-1 dành cho đại diện của thủ đô, thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã lập tức di chuyển xuống sân để chia vui với các học trò của mình ở trên tuyển. Người đầu tiên ông tìm gặp chính là Đoàn Văn Hậu. Trong cuộc hội thoại khoảng 1 phút với học trò của mình, huấn luyện viên Park Hang-seo hẹn gặp riêng Văn Hậu vào khoảng 5 giờ chiều ngày 1 tháng 7. Nhiều khả năng thầy Park muốn rủ Văn Hậu cùng với mình đi tham dự một sự kiện nào đó, hoặc đơn giản chỉ là mời cậu học trò đến dùng bữa cơm thân mật sau quãng thời gian dài không gặp mặt. Ông nói với Văn Hậu bằng tiếng Anh là hẹn gặp vào 5 giờ chiều ngày mai và không quên ra hiệu cho cậu học trò là nhớ gọi điện trước. Huấn luyện viên Park Hang-seo vừa có chuyến trở về thăm quê nhà sau khi tạm nghỉ giải vô địch quốc gia V-League 2019. Vị huấn luyện viên người Hàn Quốc này cũng đang trong thời gian chờ đàm phán hợp đồng với VFF trước giai đoạn vô cùng bận rộn diễn ra từ tháng 9 năm nay. Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu đang có tin đồn sẽ sang chơi cho một câu lạc bộ giàu truyền thống của Áo theo dạng cho mượn, có kèm theo điều khoản mua đứt. Song đến nay thì phía câu lạc bộ Hà Nội vẫn chưa có thông báo chính thức nào. Vì lẽ đó, cuộc hẹn riêng này của thầy Park với Đoàn Văn Hậu cũng khiến cho nhiều người cho rằng vị huấn luyện viên 60 tuổi này muốn tư vấn cho trò cưng của mình chuyện sang châu Âu thi đấu. Về việc ký lại hợp đồng với VFF, mới đây huấn luyện viên Park Hang-seo cho hay việc đàm phán hợp đồng của ông với VFF được lùi lại tới tháng 10. Liệu đây là tin đáng mừng hay là đáng lo? Theo như phát biểu với giới truyền thông quê nhà Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định mình không vội vã hay nghĩ quá nhiều về bản hợp đồng mới cùng với bóng đá Việt Nam, dù người đại diện của ông đã có cuộc gặp với VFF ít ngày trước. Với rất nhiều công việc trong thời gian tới, thì nhiều khả năng thời điểm mà huấn luyện viên Park Hang-seo ngồi lại một cách chính thức với VFF để nói về hợp đồng mới sẽ rơi vào khoảng tháng 10 năm 2019. Đây cũng chính là khoảng thời gian tương ứng với thời điểm mà VFF muốn ấn định đàm phán cùng với thuyền trưởng tuyển Việt Nam, tức là 3 tháng trước khi kết thúc hợp đồng vào tháng 1 năm 2020. Việc huấn luyện viên Park Hang-seo đồng ý ngồi vào bàn đàm phán vào tháng 10 rõ ràng là tin mừng đối với VFF ở thời điểm đang khá căng thẳng như lúc này, khi chưa tìm ra được người thay thế ông Cấn Văn Nghĩa vừa mới từ chức. Có thêm thời gian đồng nghĩa là VFF sẽ có cơ hội để tìm kiếm cho mình những nguồn tiền mới đủ sức để bước vào bàn đàm phán với chiến lược gia người Hàn Quốc một cách tự tin nhất nếu như phía ông Park đòi hỏi một mức lương khủng như thông tin trước đây. Không chỉ có thời gian để chuẩn bị về kinh tế hay các bước đàm phán chặt chẽ, việc lùi thời hạn ngồi lại với nhau cũng là cơ hội cho VFF tìm ra một cái tên đủ tài, đủ tâm để ngồi vào vị trí phó chủ tịch phụ trách tài chính vận động tài trợ. Và tất nhiên, quãng thời gian được ấn định kể trên cũng giúp cho VFF nhìn vào thành tích một số trận đấu tại vòng loại World Cup diễn ra vào tháng 9 của ông Park để nói chuyện về tiền lương, chế độ. Cho tới lúc này thì dù huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn hoàn toàn thuộc về đội tuyển Việt Nam, chưa bị đội bóng nào lộ chèo kéo hay là mời gọi. Thế nhưng 3 tháng nữa thì chẳng ai dám chắc là chiến lược gia người Hàn Quốc không nhận được lời mời hậu hĩnh nào khác. Rất lo, bởi xét theo yếu tố tâm lý của một huấn luyện viên thì thông thường đều thích cầm quân ở một câu lạc bộ hơn là đội tuyển quốc gia khi được làm việc hàng tuần cũng như tận hưởng bầu không khí bóng đá một cách thường xuyên. Cũng cần phải lo nữa là ở vòng loại World Cup 2022 tới đây, nếu như tuyển Việt Nam chơi thành công thì giá trị của ông Park cũng vì thế mà tăng theo, thậm chí là rất cao, đủ để VFF không thể kham nổi.
huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định sẽ ưu tiên cho tuyển Việt Nam. Nhưng giả sử như phía VFF không thể đáp ứng những yêu cầu từ tiền lương, chế độ hay cả công việc, thì việc ông thầy người Hàn Quốc ra đi là đương nhiên. 3 tháng để VFF giải quyết những vấn đề của mình, đồng thời tìm kiếm nguồn tiền tài trợ cho ông Park. Đây cũng là cơ hội tốt, nhưng cũng lại là khá mạo hiểm. Bởi dù sao, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng thân bất do kỷ khi đứng sau là một công ty môi giới quản lý. Mà một công ty môi giới, điều quan trọng nhất đôi khi không phải là môi trường làm việc như thế nào, mà kinh tế mới là quan trọng nhất, để VFF cũng phải nhức đầu chứ không phải đùa. Vậy thì thời gian tới đây ai sẽ là người kiếm tiền cho VFF? Ông Cấn Văn Nghĩa đã rút lui chỉ ít ngày sau khi Bầu Đức đưa ra tuyên bố nếu VFF không lo được tiền lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo thì phó chủ tịch phụ trách tài chính, tức là ông Cấn Văn Nghĩa, nên nghỉ. Bầu Đức đồng thời tiến cử ông Nguyễn Hoài Nam, người đã từng thất bại ở Đại hội 8 VFF khi tranh cử vào chiếc ghế phó chủ tịch phụ trách tài chính, để lên thay ông Cấn Văn Nghĩa, kèm theo đảm bảo là về số tiền không ít hơn 200 tỷ đồng một năm cho VFF. Giới bóng đá cho rằng là việc ông Cấn Văn Nghĩa từ chức không liên quan tới phát biểu của Bầu Đức. Thực tế khi còn đương nhiệm ghế phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF, do bận công việc với Hoàng Anh Gia Lai, Bầu Đức cũng không hoàn thành nhiệm vụ và khi gần hết nhiệm kỳ, ông cũng đệ đơn để xin rút lui. Lời đảm bảo về số tiền 200 tỷ đồng một năm cho ứng viên mà ông Đức ủng hộ, vì vậy càng khó tin. Vì sao ông Cấn Văn Nghĩa xin rút lui thì tới đây, thanh tra chính phủ công bố kết luận thanh tra toàn diện khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, nơi ông Nghĩa từng làm giám đốc, dư luận phần nào sẽ có thể sáng tỏ. Nhưng giữa hai sự kiện là việc ông Cấn Văn Nghĩa từ chức và việc ký hợp đồng gia hạn với huấn luyện viên Park Hang-seo lại có một điểm chung, đó chính là câu chuyện kiếm tiền của VFF lâu nay mà một phần trong số đó được sử dụng để trả lương cho huấn luyện viên trưởng của các đội tuyển quốc gia. Thông báo của VFF cho biết việc ông Cấn Văn Nghĩa nghỉ không ảnh hưởng tới việc đàm phán hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo, và các số liệu được cung cấp cho thấy khoản tài trợ VFF thu về từ đầu năm đã gần đạt kế hoạch cả năm. Ở đây cần nói thêm, dù giữ ghế phó chủ tịch phụ trách tài chính nhưng không như các người tiền nhiệm là ông Lê Hùng Dũng hay là Bầu Đức, ông Cấn Văn Nghĩa lại phụ trách trung tâm đào tạo bóng đá trẻ và bóng đá nữ. Trưởng phó ban tài chính là hai doanh nhân khác, ông Cấn Văn Nghĩa gần như là không trực tiếp đưa về đồng nào cho VFF. Thế thì bằng cách nào và từ đâu VFF có thể kiếm được tiền với con số lên tới 148 tỷ đồng tính đến gần cuối tháng 6? Ông Lê Hùng Dũng khi đảm nhiệm ghế phó chủ tịch phụ trách VFF thì đang là chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Eximbank và công ty vàng bạc đá quý SJC. Bầu Đức là người tiền nhiệm của ông Cấn Văn Nghĩa thì là chủ tịch của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Eximbank từng tài trợ hàng chục tỷ đồng cho VFF, còn Bầu Đức khi không có thời gian để lo tài chính cho VFF thì đã sử dụng luôn tiền của Hoàng Anh Gia Lai để trả lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Vị trí phó chủ tịch VFF lâu nay vốn do các doanh nhân có tiềm lực tài chính mạnh đảm nhiệm, và khi cần họ có thể là một sự đảm bảo để VFF không bị động về mặt tiền bạc. Nhưng xét cho cùng, đây vẫn là cách kiếm tiền bị động. Đã có người ví von rằng việc các doanh nhân lớn mang tiền đơn vị tài trợ cho VFF giống như là một hình thức mua ghế. Hoặc nói cách khác, họ mới mang tiền cho VFF mà chưa dạy VFF cách kiếm tiền. Thành công của bóng đá Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đang giúp cho bóng đá trở thành một kênh hấp dẫn đối với các công ty, các nhãn hàng. Ở góc độ cá nhân, huấn luyện viên Park Hang-seo và những cầu thủ như Quang Hải, Công Phượng, Lương Sơn Trường, v.v. ngày càng đắt xô lên. Và rất dễ nhận ra huấn luyện viên Park Hang-seo ở các chương trình quảng cáo mì, kim chi hay đồ điện tử. VFF cũng nhận được nhiều đề nghị tài trợ hơn từ các công ty lớn. Theo tìm hiểu thì ngay cả chuyện tiền lương của ông Park Hang-seo, VFF cũng không phải quá lo lắng khi đã có những đơn vị đề đạt nguyện vọng sẵn sàng trả thay. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang lên giá thì rõ ràng VFF rất cần một vị phó chủ tịch phụ trách tài chính có đủ khả năng khuếch trương các giá trị để tăng nguồn thu thay vì phụ thuộc một cách thụ động như trước đây.